Dạ vâng, hôm nay một lần nữa thân chào các bạn. Đây là Ái Hành Trần, khoa học gia. Thì hôm nay thì mình về phần sức khỏe chủ động. Tụi mình đang đi theo cái đề tài nhóm, đa số nhóm và khách hàng của mình đang đi theo cái chương trình là giảm mỡ tăng cơ TR90 trong vòng 90 ngày. Thì có một số đông, khá đông bạn là ăn chay hay là ăn rau nhiều hơn là ăn thịt như là mình. Mình bây giờ là 90% là rau củ, còn thịt cũng còn. Thì cái đâm ra một cái vấn đề đó là có nhiều câu hỏi đặt ra là đặc biệt là ở các bạn ăn chay trường đó, thì bị béo phì. Thành ra mới đặt ra câu hỏi là em ăn chay tại sao em bị béo phì. Đứng lên cái máy đo 13 chỉ số cơ thể, máy Renfor đó các bạn, thì mỡ cao, mỡ bụng cao, mỡ cơ thể cao nha. Và lẽ nhiên béo phì, mập, ăn chay mà, ăn chay sai. Thành ra cái sau khi mà mình chia sẻ là cái vấn đề ăn uống như thế nào rồi, thì đại khái là mình phải kiêng ăn tinh bột, bỏ hẳn đường. Cái khó khăn nhất, khó khăn gì là kiêng ăn tinh bột. Càng ăn ít tinh bột càng tốt, không cần bỏ, nhưng mà càng ăn ít càng tốt thì mình có kết quả nhanh hơn. Uống nước nhiều là 3. Và sau cùng tất thì là những cái gì mà mình không nói là những phần còn lại là có thể ăn được mà. Nhưng mà các bạn ăn chay đặc biệt là hay bị thiếu cơ. Thường thường là cứ 10 bạn ăn chay mà đứng lên đó là thiếu cơ hết 9 bạn rồi. Là tại vì họ không có đầy đủ cơ bắp. Mà nếu mà cơ bắp mình mà bị thiếu cơ, thì cơ nó là cái máy đốt cháy mỡ cho mình around the clock, tức là 24 tiếng một ngày, kể cả khi mình ngủ. Thành ra cái cơ của mình phải tối thiểu là đủ và phải cao đủ. Và càng, có thể nói càng cao thì càng tốt, đừng cao quá thôi. Nhưng mà phải cao trên cái sự đòi hỏi mà cái máy Renfor nó sẽ cho biết. Thì ngày xưa mình hay nói là phụ nữ là trên 28% và nam thì trên 34%. Cái đó là cái chỉ số của cái máy đo của Omron, O-M-R-O-N. Bạn nào có cũ thì cứ dùng cái đó. Còn cái máy Renfor này đó, thì cái lối calculate của nó là cái lối con toán của nó khác. Nhưng mà trong cái máy nó có cho ra một cái range. Mà từ đây tới đây thì các bạn cứ vô đó. Thì khi mà cái máy này nó đo tất cả màu xanh lá cây đó, thì các bạn chuẩn. Tức là chấp nhận được chứ cũng chưa có chuẩn. Muốn chuẩn thì tùy. Muốn chuẩn thì nếu mà cơ bắp thì cái mình phải đi qua bên tay phải của cái range, của cái khoảng cách. Còn nếu mà mình về mỡ thì mình phải coi bên tay trái, mình phải coi bên thấp của cái khoảng cách, của cái range là của cái khoảng mà mình được cho là chấp nhận được. Tức là muốn chuẩn đó, về mỡ thì các bạn ở bên cái bên thấp, ít mỡ của cái khoảng cách mà chấp nhận được. Còn nếu mà về cơ bắp, các bạn phải ở bên cái cao, bên tay phải của cái khoảng cách mà chấp nhận được. Cái tiêu chuẩn nó cứ như vậy thôi. Thành ra cái máy này nó rất tối tân, mà nó chỉ có 30 đô trên Omron, trên Amazon. Quảng cáo cho Amazon miễn phí các bạn. Ok, rồi. Bây giờ thì mình sẽ vô đề tài là cái đề tài hôm nay là chất đạm cho các bạn ăn chay. Và các bạn ăn vegetarian, tức là ăn nhiều rau hơn là thịt, thì đâm ra bị thiếu chất đạm. Thì làm cách nào mình phải ăn những cái chất, thức ăn như thế nào để mà mình có đầy đủ cơ bắp, để cái chương trình để cho mình giảm mỡ dễ hơn các bạn nhá. Thì đây là cái bài PowerPoint của mình, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cái bài PowerPoint ở đây. Vâng, rồi mình đem cái bạn này xuống, sau đó mình các bạn nhớ nhé. Thì các bạn ơi, thì đây là công việc của chúng mình, và các bạn đang cộng tác với mình về kinh doanh này đó, là công việc của chúng mình là empowering life, tức là mình giúp cho mọi người có cuộc sống chất lượng hơn, là tại vì họ có sức khỏe tốt hơn các bạn nha, và lại dĩ nhiên trẻ hơn, khỏe hơn, trẻ hơn, đẹp hơn, và kinh tế sẽ sung túc hơn và có tự do hơn về thời gian. Thì đây là một cái kinh doanh lý tưởng mà tụi mình đang làm. Và nếu bạn nào mới thấy mình ở đây đó, thì có thể liên lạc thẳng với mình hoặc là liên lạc thẳng với bạn nào mà chia sẻ các bạn cái video này nhé. Thì số điện thoại của mình thì là 301-801-4395. Email của mình tiện nhất là email mình, tại mình rất là bận.
Tức là cái hệ thống điện thoại của mình bận, mình tư vấn sức khỏe bằng điện thoại mà, thì các bạn gọi vô không trả lời thì cứ để lại tin nhắn là mình gọi lại, còn mà không email mình là hannahnuskin@yahoo.com, thì là hannahnuskin@yahoo.com các bạn, ok nhé. Rồi mình vô đề tài các bạn, thì bây giờ đây là chỉ bài ngắn nói về làm cách nào để các bạn có đầy đủ chất đạm để cho cơ bắp của các bạn đừng bị thiếu hụt, tại vì mình là dân ăn chay hay là mình là dân ăn rau các bạn nhé. Thì trước nhất là mình dùng những cái sữa mà không phải là sữa bò, tại vì mình là dân ăn chay, thì các bạn đây là cái thành phần các bạn thấy ở bên trên đó. Nếu mà các bạn nhìn ở cái cột giữa là chất đạm là cái mình cần đó các bạn, thì ở đây nó có cho tàu hũ rồi oat là OAT ha, rồi hêm HEMP, rồi almond là hạt hạnh nhân, cashew là cái trái, cái hạt tiếng Việt mình chưa mình quên rồi các bạn, nhưng mà nó là cái hạt mà tròn tròn như là cái hạt đào á, hạt đào thì phải. Rồi rice là gạo nhá. Thì cuối cùng là sữa bò, nếu bạn nào chưa ăn chay thì nó so sánh cái thành phần protein và chất đạm mà mình có thể đạt được cho mỗi 200, mỗi một khóc là 240 gram đó các bạn. Thì lẽ nhiên bắt các bạn thấy sữa bò là cao nhất, nhưng mà mình không thích sữa bò là tại vì mình hơi có tâm linh một tí, là mình thấy con bò nó bị hành hạ để lấy sữa ra hàng ngày để bán cho loài người uống. Thì thực sự cho tới thời điểm này của cuộc đời mình thì mình nghĩ rằng sữa bò để cho sữa bò mẹ, để cho sữa bò con, để cho bò con uống, chứ còn con người mình đâu cần uống sữa bò các bạn, thì mình có các cái tiêu chuẩn khác. Nhưng mà khi uống sữa sữa đậu bên trên là soy, là sữa đậu nành đó, các bạn phải cẩn thận, tại vì đậu nành bây giờ thì nó có quá nhiều hóa chất ở trong đó, khi mà họ biến từ cái hạt đậu nành cho tới sữa cho các bạn, họ cho đủ thứ tùm lum ở trong đó, uống vô cũng độc, thành ra mình tuyệt đối mình tránh sữa đậu nành, mình tuyệt đối luôn các bạn. Mình có một cái bài nói chuyện về tại sao không nên dùng sữa đậu nành đó các bạn, nhưng mà cái bài này thì họ để ra như vậy để nếu mà các bạn tìm được sữa đậu nành hữu cơ nhá, nhưng mà kể cả nước Mỹ này rất là sạch sẽ, sữa đậu nành hữu cơ cũng chưa chắc đã hữu cơ, thành ra mình dẹp luôn cho nó tiện. Còn ốc đó các bạn nhá, thì rồi hiêm rồi almond là cái mình uống nhiều nhất, còn almond là cái mình uống thường xuyên nhất, với lại ốc miêu OAT, ốc miêu là sữa ốc nhá, là hai cái loại mình uống nhiều nhất. Ok, thì cái đó là cái mình chia sẻ ở đây. Rồi đây là một cái nguồn chất đạm cho các bạn trong cái công việc ăn uống hàng ngày. Rồi cái kế tiếp, phần kế tiếp là cái những cái legume, mà là những cái hạt mà có thể nói là nó có nhiều chất chất đạm cho các bạn, đó là mỗi một một cup, mỗi một cái ly 100 gram, thì mình có đó các bạn cái pin, các bạn cứ nhìn thấy cái hình ha, các bạn có thể biết được nó là cái gì. Lentil, rồi đậu đen, đậu kidney, rồi đậu trắng, tất cả các loại ha, chickpea, mung bean là đậu xanh, rồi pinto nữa, thì tất cả gần như nói tổng thể các loại đậu đều tốt cho mình, tại vì nó có chất đạm ở trong đó và nó có cái lượng protein ở trong đó các bạn nha. Thì các bạn tùy theo đó mà ăn. Rồi cái kế tiếp là chất đạm từ trong rau các bạn, nhiều lắm đó. Green pea mình ăn rất là nhiều, alfalfa sprout đó là cái rau rau nảy mầm á, mà nó gọi là alfalfa. Rồi bắp cải là cái Brussels sprout, không phải là bắp cải, nó là cái trái nhỏ nhỏ như bắp cải, nhưng mà nó tên nó là Brussels sprout. Rồi artichoke các bạn ha, rồi đây là spinach, đó là rau bina mình gọi ha, mustard green là rau cải ngọt phải không ạ, rồi bắp, rồi broccoli là rau cải xanh, rồi arugula là cái mình rất là mê và rất là thích ăn sống được các bạn nhé, và rất là ngon. Rồi collard green các bạn Việt Nam mình ăn rất là nhiều, watercress, rồi asparagus các bạn nhé. Thì đây là cái danh sách của những cái rau mình nên ăn thường xuyên tại vì nó có chất đạm. Rồi cái phần nut, tức là các hạt mà nó có đạm ở trong đó để mình ăn đó, là peanut, hạt hiêm, rồi hạt almond là hạt nhân, rồi sunflower là hạt hoa mặt trời, sesame là mè thì phải, hạt mè các bạn. Rồi pistachio thì nó là pistachio tiếng Việt Nam cũng gọi. Pumpkin là hạt của cái trái bí đỏ. Rồi flax seed nữa các bạn ha. Rồi cashew là cái hạt mà hình 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 hạt hình như là cái hình trái thận của mình á.
Rồi chia xít thì ai cũng biết rồi, vì Việt Nam mình dùng rất là nhiều, nhưng mình gọi là hạt é. Rồi walnut, rồi Brazil nut, thì các cái loại hạt đây là các bạn ở Mỹ thì đọc thì có thể theo dõi một cách dễ dàng. Rồi, thì bây giờ đây là 10 cái loại rau củ mà các bạn có thể ăn hàng ngày mà rất là tốt cho mình, tại nó có cao cái protein ở trong đó. Thì đây là 50% gram protein nhá, trong mỗi một cốc, mỗi một ly mà tới 50 gram protein là ngon lành, là tốt lắm đó các bạn. Thì giá thì mình ăn nhiều nè ha. Lima bean thì các bạn biết rồi, cái hạt nó màu xanh, cái hình các bạn nhìn vô đi theo ha. Green pea thì mình cũng thấy nhiều đó, gọi là đậu Hòa Lan thì phải. Rồi bắp, rồi artichoke, là artichoke một lần nữa cũng nói ở đây, mushroom là nấm, mình rất là mê nấm. Broccoli nói lại lặp lại ở đây ha. Brussels sprout nói lặp lại ở đây. Asparagus cũng được lặp lại ở đây, thì các bạn sẽ nhớ spinach, rabina, rồi soybean. Có vậy thôi các bạn. Thành ra thật sự mặc dù mình ăn chay, mình không thể thiếu chất đạm được nếu mình ăn đầy đủ các bạn ơi. Ok, cái phần này mình nói rồi. Sao nó ở đây ta? Thì các bạn ơi, thì đó, thì đấy là cái phần chia sẻ mà mình chia sẻ cho các bạn ở đây. Thì nhưng mà nếu mình đi ra, ok, nếu mà các bạn mà theo cái danh sách đó mà các bạn ăn không đầy đủ như cái kiểu của mình á, là mình làm biếng nấu nướng hay là mình nghĩ là mình ăn không đầy đủ, tại vì cái máy Renfo nó sẽ cho mình biết nếu mình ăn thiếu. Mình hiện giờ là không có thiếu, lý do là tại vì mình luôn luôn mình bổ sung cái này nè các bạn, đây là cái thành phần chất đạm. Thì trong công ty Pharmanex New Skin nó có cái hộp để cho người ăn chay đó. hai thứ lận, nhưng mà thứ kia mình không có trong nhà, mà có thể nó nằm đâu trên kệ mình không đi tìm, tại vì mình đang dùng cái này thì mình đưa ra cho các bạn thôi. Cái kia nó gọi là protein boost, là trong đó nó là cái kia đó, nó còn thì trong đó nó có là chất protein của gạo và của pea là đậu Hòa Lan, thì nó rẻ hơn một tí nhá. Còn cái này là cao cấp nhất, thì green shake tức là tổng thể, cái mình có một cái bài nói chuyện về cái shake này. Green shake tức là tổng thể protein của trong rau củ nó nằm ở đây, thì một scoop là 15 gram, thành ra tùy đó mà các bạn tính nhé, và ăn cho đầy đủ. Tức là bây giờ nói nôm na là 1 kg của mình đó, là mình có thể ăn được 1 gram protein thì một ngày đó, một kg con người nặng của mình đó, mình có thể ăn, mình cần ăn 1 gram protein thì một ngày, như là mình là mình gần 130 pound, tức là 125 gì đó, thì làm mình nói luôn là 130 để làm cho dễ làm toán, tức là có thể là một ngày mình cần tới 60 gram cho tới 65 gram protein mỗi ngày, thì cái này một scoop là 15 gram, rồi từ đó các bạn tính thôi nhá. Rồi các bạn ăn cho đầy đủ, mà nếu các bạn ăn những cái loại rau chiên nhiều thì các bạn không cần bổ sung bằng cái này. Còn nếu nghi mình thiếu thì uống cái này vô, rồi đứng lên cái cân Renfro. Thì bạn nào mà đang đi theo chương trình mà giảm mỡ tăng cơ đó, thì các bạn nên có cái cân ở trong nhà để mà theo dõi các bạn. Nhưng mà mình có thể mình thiếu magnesium nữa các bạn nhé. Khoan để mình share lại các bạn cái này nhé. Tại vì đa số con người chúng ta khi mà mình ăn chay đó, mình có khuynh hướng mình bị thiếu magie. Ok, thì các bạn ơi, ở hồi nãy thì té ra mình có nói rồi, thì đây là cái trang về magie. Mình thiếu magie cho nên mình phải cần ăn các hạt này các bạn nhé. Hay bị thiếu magie cho người ăn chay, thì mình ăn hạt của trái bí đao, hạt him, hạt flaxseed, hạt é, hạt của dưa mặt trời, cashew là cái hạt mà hình của cái trái thận đó. Rồi kể hạt hạnh nhân, rồi kể cả chocolate mà nguyên chất không có đường các bạn. Rồi kể cả peanut đậu phộng, rồi hạt ốc OAT đó nhá. Rồi spinach, rabina và banana. Nó có nhiều magnesium để hỗ trợ cho cái sự thiếu magie của mình các bạn. Nhưng mà nếu rồi, nhưng mà nếu các bạn thiếu thì làm sao? Có chất hỗ trợ các bạn đây. Ok, đây là cái mà mình hỗ trợ cho cái sự thiếu magnesium của công ty Pharmanex New Skin các bạn nhé. Rồi, thì rất cảm ơn sự theo dõi của các bạn ngày hôm nay, và xin hẹn gặp lại trong một vài nói chuyện khác về ăn uống đúng và đủ để được khỏe, để mình không bị bệnh, để mình có thể vẫn còn có thể tiếp tục giúp đỡ gia đình mình, con cái mình và người chung quanh.
và không là gánh nặng cho gia đình mình và xã hội các bạn nhé. Thank you. Có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc với gia đình. Xin chào ạ.